Anh ơi, anh có xét đồ nào mà đi học là biết chùm trường ngay không anh? Đi học là biết chùm trường ngay à? Ok em, tưởng gì có ngay. Mốc cho anh một quả quần sông đen cho nó nổi bật em nhá. Mặc vào. Mốc thêm một quả sơ mi thon cho nó chất em nhá. Mặc vào. Chùm trường đúng không? Mốc.